Dạ, kính thưa quý vị khán giả của đài VNTV, một lần nữa Trương Minh Thái xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình Straight Talk với Trương Minh Thái. Kính thưa quý vị, hai năm qua, COVID là cái vấn đề mà mọi người trong chúng ta ai cũng quan tâm tới. Và theo cái thống kê của một cái tuần báo rất là nổi tiếng, đó là tuần báo Forbes của Mỹ, là trong vòng hai năm qua, trung bình là khoảng 38% của tất cả các cái cửa hiệu, cửa hàng và những nói chung là những cái business á, người ta đóng cửa vì COVID. Và ngay tại thành phố San Diego của mình, con số nó lại cao hơn, mình có tới 38%. Và ngay cả thành phố San Francisco của phía Bắc Cali thì đóng tới 49% là đóng cửa vì COVID. Nhưng mà cái người khách mà chúng ta mời hôm nay để trò chuyện với quý vị thì lại có lập ra năm cái công ty mới trong vòng 2 năm qua trong mùa COVID. Thì hôm nay là chúng tôi sẽ trò chuyện với cô Wendy Nguyễn, là một người CPA, tức là Certified Public Accountant, dịch tiếng Việt nôm na là một chuyên gia về kế toán mà có cái bằng để mà hoạt động trên toàn thế giới. Và mình sẽ trò chuyện với cô Wendy Nguyễn để tại sao mà cô Wendy Nguyễn có thể mở ra được 5 cái công ty mới trong vòng 2 năm qua, trong khi mọi người từ tới 30-40-50% thì đóng cửa. Và trước khi mời Wendy Nguyễn trò chuyện với quý vị, thì Jimmy cũng nói chuyện sơ một chút xíu là cái mối quan hệ của nói chung là quan hệ rất là thân thiết của chúng tôi, giống như là một người chú và một người cháu. Tại vì 2016 thì Wendy Nguyễn là một người Toastmaster và sống ở Houston, có đọc qua một cái bài báo của Toastmaster mà Jimmy viết và về cái vấn đề về xây dựng trường ở Việt Nam, và Wendy Nguyễn đã contact với Jimmy và nói là chú ơi, cháu rất là phục cái việc làm của chú, và cháu cũng gốc từ người Việt Nam luôn, cho nên cháu rất là muốn được hợp tác với chú. Và hai chú cháu cũng đã hợp tác và Wendy cũng giúp xây dựng được 3-4 cái điểm trường tại Việt Nam. Và để không mất thời giờ quý vị nữa, chúng tôi sẽ mời quý vị gặp gỡ Wendy. Chào Wendy. Dạ, nhân chào chú Jimmy và chào các khán giả đang nghe đài. Ok. Bây giờ Wendy có thể cho khán giả của VNTV biết một chút xíu về cái bản thân mình, cho dù chú cũng đã giới thiệu con một chút xíu rồi. Dạ, thì bản thân con là Wendy Nguyễn và đã qua Mỹ năm 97. Thì thời gian ở Mỹ bây giờ thì là lâu hơn thời gian ở Việt Nam rồi. Lúc con qua đây thì vừa xong cấp 3 và đã đi học ngành kế toán tài chính tại trường đại học Capoli Pomona, actually ở California ha. Ở California luôn, yeah. Yeah, and then sau đó thì tới 2003-2004 thì mới move qua bên Houston. Thì cái bằng tài chính kế toán là đã từ ở bên, xuất phát là từ ở bên Cali. Và hiện nay thì Wendy có ông xã lấy nhau được hơn 19 năm và có 3 đứa con, 17 tuổi, 12 tuổi và 10 tuổi. Đứa 17 tuổi hôm qua nó mới vừa đi tham gia college. Thì trong hiện giờ thì trong cái công việc đi làm sau khi đi học ra trường 4 năm, actually là cũng đi học chỉ có 3 năm thôi vì phải mẹ phải trả tiền nhiều quá nên là ráng học nhanh nhanh cho nó xong. Và đi ra đi làm thì cũng hơn 20 năm, thì trong 18 năm tất cả là làm cho những công ty rất là lớn, những công ty kiểm toán tài chính của Mỹ, từ công ty lớn tới công ty nhỏ, và có những cái project làm lên cả tỷ đô la và mua bán công ty rồi công ty lên chợ. Đại khái là làm khoảng kiểm toán mua bán cũng hơn 300 công ty. Trong 20 lĩnh vực khác nhau, sản xuất rồi nhà máy điện rồi dầu lửa rồi medical, nói chung là rất là fun. Ok. Rồi như vậy thì cái tiểu sử của Wendy nói chung á là cũng là cô gái miền Nam Cali nhưng mà theo chồng và giờ đi qua bên Texas. Bây giờ mình ở bên đó, mình sinh sống bên đó. Nhưng mà chú biết là Wendy có công ty, không những là công ty kế toán riêng của mình, và Wendy còn có mở công ty bên Việt Nam nữa. Wendy có thể giới thiệu cho khán giả một chút xíu về những cái công ty, về những cái mảng mà con vừa làm bên Mỹ mà con vừa làm bên Việt Nam.
Thì thật ra thì hiện nay là con có khoảng 10 cái công ty lớn nhỏ khác nhau. Thì đa số các công ty là đều ở Mỹ, còn ở bên Việt Nam là về vẫn tư vấn tài chính kế toán, nếu ai có nhu cầu đi qua bên đây mở những công ty ở bên đây. Và hiện giờ thì đang cũng kết hợp với những bạn ở bên Việt Nam để mà làm những cái công việc như là tổ chức những cái video về tĩnh tâm cho nhân viên. Thì rất là nhiều những công việc khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì công việc và có đầu tư địa ốc cũng là khá nhiều, đầu tư địa ốc từ những cái nhà nghỉ dưỡng vacation home Airbnb và đến đầu tư những cái cơ sở commercial building. Thì con có đầu tư, nhưng mà đầu tư bằng tiền của mọi người và tiền của mình cũng trong đó cũng có luôn, cả hai thứ. Cũng may mắn là mọi người rất là tin tưởng mình, và trong tương lai thì cũng đầu tư ra cả những cái nhà hàng và những cái commercial building. Nhưng mà cuối cùng cái việc đầu tư và làm lớn nhất vẫn là đầu tư và làm với tất cả rất là nhiều người. Hiện giờ thì tổng cộng các công ty thì có nhân viên ở Thái Lan, nhân viên ở Hồng Kông, nhân viên ở Philippines, ở Ấn Độ, và một số nhân viên ở bên một số những người hợp tác ở bên Việt Nam, và rồi nhân viên ở Houston thì khoảng trên dưới 30 người. Và cũng có một số những người hợp tác làm ăn chung và vendor ở bên Cali nữa. Như vậy là cái điều đầu tiên mà chú muốn Wendy chia sẻ với quý vị khán giả là tại sao trong 2 năm COVID thì như chú thấy thống kê từ cái báo Forbes là gần như 40-50% những cái business nhỏ đó, những cái cửa hiệu nhỏ rồi này là những cái thương hiệu nhỏ thì ta đóng cửa, mà trong khi đó thì con lại mở 5 cái công ty mới. Thì con có thể chia sẻ với quý vị khán giả là cái con thấy được cái điểm mạnh của mình là cái gì, tại sao có thể làm được cái đó, và có những cái khó khăn gì mà con đã trải qua mà con có thể chia sẻ mà con đã vượt qua được. Thì vì thật ra đó là năm 2012 là cái năm đầu tiên mà con đã mở ra cái công ty kiểm toán đầu tiên của mình. Nhưng mà trong khi cái năm 2012 thì lúc mới làm chỉ được có 2 năm thì mình thấy là mình lại trở thành trước lúc đó là con đã làm việc cho những công ty nó thuộc tầm tầm vóc về quốc tế và cả nước Mỹ. Nhưng mà khi mà ra mở công ty một mình á thì không có một cái những cái mối liên hệ để mà mình tự nhiên mình lại làm cho những khách hàng rất là nhỏ, giống như là những khách hàng như là nhà hàng hoặc là quản lý những cái apartment nó nhỏ nhỏ thôi. Thì mình cảm thấy mình rất là bức xúc và mình không có một cái tầm nhìn là mình sẽ đi đâu. Thì trong vòng 2 năm thì công ty nói chung là không có mất tiền, nhưng mà nó lại gọi là không có cái hướng đi rõ ràng ra quốc tế. Thì đến tình cờ thì đến năm thì lúc đó trở về làm, con lại trở về làm cho một công ty kiểm toán rất là lớn và làm partner, làm lãnh đạo của công ty đó, và lại làm cho thành phố City Houston, là mình làm kiểm toán cho thành phố đó. Thành phố của City Houston là thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ. Lúc này, Thì lúc đó thì tình cờ lại được là cho công ty nó, người ta cho mình đi học cái cách mà để quen biết với những người trong cái thương trường nó như thế nào. Thì lúc như vậy thì đến năm 2017, thì tình cờ ngay lúc năm 2017 thì mọi người đã biết là Houston bị một cái trận bão lụt mà lớn nhất và là coi như là lớn nhất cả thế giới, chưa bao giờ xảy ra cái bão lụt của cái thành phố như vậy. Và lúc đó thì mọi người rất là lo lắng trong cái việc là hãng xưởng rồi mất nhà mất cửa, nói chung là. Và cũng tạ ơn Chúa là lúc đó là con có những cái căn nhà cũng cho thuê, nhưng mà nhà mình thì không bị lụt và cũng không bị mất điện, trong khi đó những người họ bị mất điện cả một tháng trời. Thì mình cứ lúc đó con chỉ ước ao làm sao, và bản thân con lúc đó là ngồi mình chỉ ước ao làm sao mình có thể giúp được rất là nhiều người. Và nó cũng nhằm vào ngay cái mùa thuế luôn. Thì mình nói là mình ước gì mình có một cái đội ngũ nhân viên để mà giúp đỡ những cái business, vì mình đã từng là một người có business và đã thất bại. Thì con chỉ ước làm sao mình có thể lúc đó mình giúp được cho những người đó. Thì ngay lúc đó thì mình làm cho một công ty lớn, mà khi làm cho công ty lớn thì mọi sự nó rất là bó buộc, nên là mình không có cái khả năng đó, chỉ một mình chỉ thể giúp được vài ba người thôi. Thì nghĩ đến như vậy thì đến năm 2018 con mới quyết định là mình sẽ
phải làm lại mỗi công ty, và công ty kỳ này mình phải có tính chất hoàn cầu. Vì trước lúc đó cũng ngay cái năm 2017 thì con đã quyết định là làm một cái nghề khác là xuất nhập khẩu những cái đồ ăn dinh dưỡng từ Mỹ về Việt Nam. Và khi đi làm cái chuyện xuất nhập khẩu thì con mới phát hiện ra một điều là mình rất là yêu Việt Nam, mình rất là muốn những cái sản phẩm tốt về bên Việt Nam, nhưng mà bản thân con thì lại là người không bao giờ đi chợ. Ở nhà ông xã cưng lắm là vì ông xã nấu cơm và đi chợ cho mình, vì con chỉ lo làm việc thôi. Và mình nói bản thân mình không đi chợ thì làm sao mình có thể mình biết được những sản phẩm mà tốt nhất. Thì cũng lúc đó cũng đi lùng sản phẩm, đi chung với mẹ con để đi lùng sản phẩm. Thì mình mới thấy được là ồ, cái điểm mạnh của mình là mình biết cái thị trường nhưng mà mình không biết cái sản phẩm. Thì sau đó thì cái công ty đó cũng không có lâu dài, thì con mới trở về lại và con mới suy nghĩ là không, cái điểm mạnh nhất của mình là mình biết tất cả những về business nó vận hành như thế nào. Vì thật ra con là một người dân kiểm toán, và khi mà kiểm toán là mình phải nhìn vào con số, là mình phải hiểu được cái câu chuyện con số nó như thế nào, và phải biết công ty đó vận hành như thế nào, làm sao kiếm tiền, làm sao chi tiền ra. Thì vì vậy con mới quyết định là không, bây giờ mình sẽ mở lại một công ty, và công ty của mình sẽ không phải là công ty kiểm toán, nhưng là công ty sẽ giúp cho những công ty khác được gọi là rất là mạnh và đi theo cái đường hướng và dùng những con số để mà phát triển được công ty lớn lên. Thì tới năm 2018 thì lúc mà con ra thì tình cờ lại có một group khách hàng. Và trong nói chung là cái khách hàng, cái số lượng khách hàng lúc đó khoảng 300.000, và có khoảng 3 người nữa làm việc chung với mình. Thì con mới, thật ra là con mới quyết định là mình phải đi học thêm. Con tình cờ là con được Goldman Sachs họ cho đi học thêm về làm sao để mà làm một cái người business owner, làm sao để mà làm chủ một cái business. Vì mình biết số liệu chưa chắc là mình đã biết cách để mà làm chủ một cái business. Thì con mới đi học Goldman Sachs họ dạy. Và những cái thứ mà họ dạy thì hầu như mình cũng biết, nhưng mà qua Goldman Sachs thì mình lại có được những cái móc nối với lại toàn bộ nước Mỹ là 8.600 những cái thương nghiệp lớn nhỏ khác nhau nữa. Thì mình phải thấy được cái sự kết nối, quan hệ nó rất là cần thiết. Và đến khi mà học Goldman Sachs không thì con lại quyết định con phải đi học tiếp với Harvard để mà coi coi người ta chỉ mình cái gì. Và lúc đó thì con lại lao đầu vô đọc sách rất là nhiều. Và khi mà vì cái quyết tâm của con là làm sao để mà biết được là những cái công ty họ cần cái gì để mà họ phát triển. Thì cuối cùng mọi người ai cũng cần phải biết cái số liệu của mình, cái số chi, số thu của mình để mà mình làm quyết định. Vì khi một người mà đi ra làm ăn thì đa số mọi người rất là, mọi người chẳng hạn như làm một cái chủ nhà hàng đi, thì họ rất là lo cái công việc là làm sao để nấu cái đồ ăn đó đem lên cho khách hàng. Nhưng mà họ lại không biết được là ồ, cái ngày hôm nay mình mua đủ đồ hay thiếu đồ, hay là đồ nó sẽ hư mình phải dục bỏ nó đi, hoặc là mình sẽ phải trả tiền cho nhân viên như thế nào. Nói chung là không có một cái sự planning trước, tính toán trước, và mình chỉ có làm theo cái nguồn mình đi mình làm thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà mọi người khi mà muốn mở lại một công ty là mình phải tính toán trước hết từ nhân sự, những con số. Thì vì vậy là con mới nắm được cái tình hình của những công ty họ cần cái việc đó, nên là con mới đem cái expertise về cái cách con số và cái cách vận hành để mà vô giúp cho những cái thương nghiệp. Vì vậy là trong khi mà mới mở thì chỉ là một công ty làm kiểm toán CPA, giữ sổ sách thôi, nhưng mà sau đó thì trở thành một cương vị đối với tất cả những người khách hàng của con trở thành một người partner, một cái người chủ chung với họ để mà giúp cho họ quyết định những cái tài chính về họ nên mua, nên bán, nên mướn người, nên thải người như thế nào. Thì trong cái năm 2020 là cái năm mà nước Mỹ gọi là lao đao nhất, các business lao đao nhất. Và thì ngay lúc đó là con đồng thời, con lại rất là, vì mình đi học và mình đọc, mình chịu khó, ngày nào con cũng phải đọc tin tức hết. Thì con phải làm việc chung với những cái ngân hàng, vì con biết là sắp tới ngân hàng họ sẽ cho tiền payroll cho các thương nghiệp.
Thì như vậy con mới đọc những cái luật mà của SBA họ đưa ra, những cái luật của government nhà nước họ sẽ đưa ra là sẽ cho tiền như thế này. Thì con làm việc thẳng với các ngân hàng và con nói ngân hàng, ok, cái số liệu của công ty tôi sẽ, khách hàng tôi như thế này, thì anh sẽ cho mượn được như thế này. Và con đưa luôn cái bản tính toán cho người ta trước khi mà khách ngân hàng họ biết làm cái gì. Và trong cái thời gian mà tháng 3 tất cả mọi người không có việc thì coi như là nguyên một cái đội ngũ công ty của con là làm việc từ 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm để mà làm sao làm lại sổ sách của khách hàng để mà xin được tiền của cho ngân hàng. Thì vì mình đã giúp được cho khách hàng của mình trải qua được cái thời gian đó thì coi như là 100% khách hàng của con trong cái năm 2020 họ thay vì người ta lỗ thì khách hàng của con đều là lời hết. Vì là như thế nào, mình nhìn lại những con số, mình nói ok, những cái chi tiêu nào không cần thiết là mình cắt, và những người nhân viên nào là mình cần phải giữ họ để mà trả tiền lương cho họ là mình giữ, và mình phải chia đều cái tiền đó ra. Và đồng thời là mình sẽ gói gọn lại, mình sẽ làm những cái bản thuế, mình sẽ làm ra những cái dự án để mà họ có thể họ mượn thêm tiền được. Thì coi như năm 2021 thì con đã giúp cho khách hàng lấy lên hơn được tới cả gần 15 triệu đô cho tất cả những người khách hàng của con. Vì vậy khi mà mình giúp được cho họ cái số thì họ mới muốn là bây giờ mình phải mã số hóa, mình phải bỏ thêm cái phần IT vô nữa. Thì lúc đó con mới bỏ thêm cái phần IT thành lập mỗi công ty, là giúp cho họ làm sao để mà chọn những cái phần mềm và nó ứng dụng được cái phần mềm từ bên sản xuất qua tới phần mềm nói chuyện được với phần mềm bên kế toán. Nên là cái đó mỗi công ty nữa ra đời là làm luôn cả tư vấn về phần mềm. Và rồi xong rồi những khách hàng của mình á, nhiều khi họ cũng không có, những người chủ á, họ không có suy nghĩ ra được cái xu hướng của toàn cầu, nên là con lại làm luôn thêm một cái chương trình nữa để làm sao mình coaching cho khách hàng của mình để mà hướng suy nghĩ của họ, họ phải innovation, họ phải thay đổi cái dòng sản xuất của họ, hoặc là họ phải cắt đi những cái sản phẩm mà họ lỗ, thay vì họ nghĩ là họ kiếm, họ bán được 10 đồng nhưng mà mình biết được trên cái số thì actually là họ phải cần dùng tới 12 đồng. Có những lúc họ không biết. Mình phải cho họ biết là phải bỏ cái dòng sản xuất này, vì cái dòng sản xuất này tuy là nó đem lại tiền nhưng mà cuối cùng nó là lỗ 2 đồng. Đó. Thì đại khái là cái công ty. Và rồi con cũng phát triển thêm một công ty nữa, là thật ra là một cái cơ sở không vụ lợi, là con muốn làm sao tất cả mọi người phải get paid for what they love to do, là vì cái nhân lực con người nó rất là cần thiết. Nên là con muốn cho mọi người biết là ồ, tại vì con vô trong công ty, con sắp xếp, con giúp cho họ sắp xếp lại cái phần nhân lực nữa. Vì là để làm sao ở Mỹ nó khác với Việt Nam như vậy. Việt Nam cái tiền mướn nhân lực á, nó không có mắc, nhưng mà ở Mỹ cái tiền mướn nhân lực cực kỳ mắc. Nên một người nhân viên của mình hầu như là họ phải, hiệu quả của họ làm phải gấp 3 lần một người nhân viên mà anh mướn bên Việt Nam. Đó là cái sự khác biệt khi mà con làm giữa Việt Nam, phía Việt Nam và phía Mỹ. Cái yêu cầu nhân viên của mình nó là như vậy. Thì vì mình quá yêu những cái người khách hàng của mình nên mình mới nghĩ ra những cái cách khác nhau để mà giúp cho họ phát triển. Đó là vì sao mà cái business của con trong vòng từ 2018 cho tới 2021 là gần như là nó phát triển gấp 4. Ok. Rồi. Yeah. Rất là hay. Wendy nói thì chú hoàn toàn hiểu, tại vì chú run operation cho nên chú hiểu rất là rõ. Và chú cũng biết cái number. Thì nói chung á, và cái then chốt của con là vì con là kế toán viên và mình được cái lợi điểm là tất cả những cái businesses mà ở Mỹ thì được cái care package, và con là CPA cho nên con giúp họ được cái đó. Và từ khi con giúp họ được nhận được tiền, con lấy được cái niềm tin, và từ đó con giúp họ qua với cái operation, con giúp họ cái IT, con giúp họ tất cả những cái operation và những cái business processes này đó, right? Thì con có rất là nhiều cái thuận lợi. Nhưng mà bây giờ mình để nói tóm tắt lại cho đơn giản hóa đó, là ba cái điểm chính mà con thấy được là muốn cho cái business của mình đó, cái thương hiệu của mình mà nó thành công nhất là trong 2 năm qua, đó là ba cái điểm chính gì mà con nói là mọi người cần phải biết và cần phải có. Đó là ba cái điểm gì? Dạ, thì ba cái điểm thứ nhất á, là con phải nói là chữ focus. Phải có một sự tập trung cao độ. Khi mà mình làm một cái business của mình á, thì mình sẽ thấy một cái lỗ hổng á, nó có một chục cái lỗ hổng.
Nhưng mà mình phải quyết định là mình phải lắp cái lỗ hổng nào trước, và mình phải tập trung 100% để mà mình chỉ lắp cái lỗ hổng đó thôi. Xong rồi mình mới đi qua cái lỗ hổng kế tiếp. Vì câu ở Mỹ nó vẫn nói là anh có thể giỏi 10, anh có thể làm 10 nghề, nhưng mà cuối cùng anh không có nghề nào nó ra nghề nào hết. Thà là anh chỉ tập trung vô một phần thôi. Thì những thương nghiệp họ phải viết lên một cái bảng là bây giờ trong cái công ty mình bây giờ nó có 10 vấn đề, bao nhiêu cái vấn đề mình viết ra hết, nhưng mà mình phải nhìn và mình phải chọn một cái vấn đề nào là cốt ý, chủ yếu nhất, và mình phải sửa cái đó ngay, sửa xong, sửa cho nó gọi là nó triệt để, thì mới đi qua sửa cái vấn đề kế tiếp. Vì nếu mà mình, tại vì nó mỗi lần mình sửa vấn đề là nó tốn tiền, tốn tiền, tốn công và tốn thời gian. Đúng rồi. Đó là cái, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì mà tất cả mọi người cần phải có là phải biết rõ về cái số liệu. Về cái số liệu của mình á, cái số liệu mà mọi người không biết rõ, mà cái số liệu hầu như mọi người không nghĩ tới và không bao giờ đoán được cái số liệu đó, là mình phải tốn bao nhiêu tiền để mà lấy được một người khách hàng. Tiếng Anh nó gọi là client acquisition đó. Vì mọi người rất là, khi mà cái tình trạng COVID hay là mọi người là phải bắt đầu đổ xô vô là làm marketing. Và khi bật COVID thì mọi người cũng cắt marketing đầu tiên, nhưng mà mọi người cũng bây giờ trở ngược lại thì mọi người coi như là dồn hết tiền vô marketing. Nhưng mà khi mà làm marketing thì mọi người lại không biết, có những người họ tốn cả 20-30 ngàn, họ chỉ lấy được một người khách hàng để trả cho họ 1.000 đồng thôi. Và cái điều đó họ không nhận ra, nên họ phải biết, mỗi một công ty họ làm họ phải biết được tôi tốn bao nhiêu tiền để lấy được một người khách hàng. Đó là cái điểm thứ nhì, là cái số liệu của mình. Và cái điểm thứ ba là mình phải biết được cái điểm mạnh nhất của mình trong cái công ty của mình là mình sẽ sống được bằng cái gì. Có nghĩa là cái điểm lợi thế của công ty của mình. Nếu mà chẳng hạn như bây giờ con cũng là CPA và cái người kế bên con cũng là CPA, họ nói họ cũng là CFO luôn, thì con phải biết được cái điểm lợi thế của mình là cái gì, và mình phải bằng mọi giá phát huy cái điểm lợi thế đó. Nếu mà mình không biết cái điểm lợi thế của mình cũng chỉ giống cái người kế bên. Có nghĩa là người ta nói làm sao mình phải biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mình phải biết được cái người kế bên họ có cái gì và mình có cái gì. Giống như bản thân con á, là con biết được chắc chắn khi mà cái người đó họ đi họ shop giá đi, họ nói họ bây giờ họ muốn đi họ shop cái giá của công ty con với công ty những người khác, thì họ không cần shop, con cũng sẽ biết được cái người kế bên á, cái công ty kế bên họ sẽ đánh bao nhiêu tiền và họ sẽ provide cái service gì. Rất là hay. Ba cái vấn đề đó là Wendy nói nó rất là cụ thể, là mình phải tập trung, mình phải biết tất cả những cái dữ liệu, mà nhất là cái dữ liệu về mình muốn mình phải tốn bao nhiêu tiền để mà mình có được một khách hàng, và cái khách hàng nó đem về cái lợi nhuận cho mình là bao nhiêu, đúng không? Và cái thứ ba nữa là mình phải biết được bản thân mình, và mình biết được mấy cái đối thủ của mình nữa. Và giống như là Tôn Tử, là Wendy quote Tôn Tử là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, rất chính xác. Ok, như ba cái yếu tố đó là rất thành công. Và cái điều mà cuối cùng mà trước khi mà chú tóm tắt lại những cái điều chia sẻ của con với khán giả, là có một cái điều gì mà con, đối với những cái người đang nghe con trò chuyện mà họ vẫn có những cái ưu tư, những cái thắc mắc, thì con có một cái lời khuyên gì cho những cái người đó? Những cái ưu tư thắc mắc của mọi người, và con thấy trong kể cả khách hàng của con đi, thì nhiều khi mọi người không biết cái điểm, hai điểm, mọi người không biết cái điểm mạnh của mình là gì. Và mình thích làm cái gì. Mọi người không biết cái đó. Vì sao? Có nghĩa là những cái thương nghiệp nhiều khi họ thấy ồ, cái người bên kia họ thay đổi cái hình dạng, cái packaging của họ, thì mình cũng phải tốn tiền marketing để mình thay đổi ra cái sản phẩm mới. Nhưng mà mọi người không biết được là cái đó nó cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi.
Còn cái món bên trong nó là như thế nào, và mọi người phải biết được là mình với lại mình thích làm cái gì. Chẳng hạn như bản thân con và mình, khi mà mình biết là mình thích làm cái gì, mình giỏi cái gì, thì mình tập trung mình làm với cái đó. Và những thứ còn lại mình phải dùng những người khác để làm cho mình. Dạ, vì chẳng hạn như trong thật ra công ty của con thì có 5-6 người partner khác nữa. Và cái điểm mạnh của con là gì? Là giúp cho khách hàng để ra được cái chiến lược để lấy thêm khách hàng. Điểm mạnh của con không phải là ngồi xuống làm sổ sách cho khách hàng. Thì cái điểm mạnh đó là những người partner khác của con, họ giỏi về cái phần đó, họ làm cái phần đó. Nên thật ra cái việc mà kiếm được một cái người nhân sự tốt, partner tốt để làm chung với mình là cái điều mà mọi người phải coi như là phải lúc nào cũng phải kiếm. Lúc nào cũng phải kiếm một cái người đó để, tại vì như vậy nữa, cuộc sống nó rất là ngắn ngủi. Như con là mình, con nào con cũng nói khách hàng á, tao không biết tao chết ngày mai. Nên một cái account của khách hàng của con á là lúc nào cũng phải có ít nhất có 3 người phải biết về cái người khách hàng đó. Vì nếu con không có ở đó, người kia sẽ bỏ vô. Nếu nhân viên không có ở đó, con sẽ nhảy vô. Là mình lúc nào mình cũng phải gọi là sao, protect cái business, mình phải mua insurance cho cái business của mình. Thì insurance của mình bằng cái gì? Là bằng những con người, những cái người hợp tác làm chung với mình. Ok, rất là hay. Wow, nói chung là giống như là quay lại cái đề tài đầu tiên là Wendy cũng đã nói là cái nhân sự là cái nguồn tốn nhất của tất cả công ty ở Mỹ, đúng không? Tại vì một người mướn ở đây mình đào tạo và họ nó tốn trả lương cho họ, nó tốn gấp 3-4 người ở Việt Nam. Như vậy thì để tóm tắt lại cái buổi chia sẻ của Wendy và Jimmy, thì Jimmy xin được nhắc nhở ba cái điểm chính mà Jimmy đúc kết được qua buổi nói chuyện với Wendy. Là một người đã từng có 1-2 công ty, mà trong cái mùa COVID này bạn lại mở ra 5 cái công ty mới, gần như là tăng ra cái con số công ty con của mình gấp đôi. Thì ba cái điểm chính mà Jimmy đúc kết được và có thể chia sẻ với quý vị, để nếu mà quý vị cũng muốn lấy cái công ty mình đang làm công ty nhỏ mà muốn cho công ty mình lớn mạnh ngay tại nước Mỹ, hay là mở ra những cái thương trường mới như là Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Hồng Kông giống như Wendy, thì cái điểm thứ nhất là bạn phải biết bạn là ai, và bạn phải biết cái điểm mạnh của mình là cái gì, và bạn phải biết là mình muốn làm cái gì. Thì tất cả những cái đó là Jimmy gom lại, nói chung là phải biết mình là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai mà Wendy chia sẻ là mình phải biết rất là rành về những con số. Những con số đây tức là những con số về mình làm cái business của mình, và mình sẽ tốn bao nhiêu tiền thì mình mới có thể có được một người khách. Quý vị phải biết con số đó, tại vì nếu mà quý vị xài quá nhiều tiền để chỉ có 1-2 người khách mà những người đó chỉ đem về cái lợi nhuận cho công ty mình không bao nhiêu, thì như vậy là cái công ty cũng đã lỗ là chắc chắn rồi. Cho nên phải biết rành về cái đó. Và cái điều thứ ba mà Jimmy nghĩ cái này rất là chính xác trong cái khả năng lãnh đạo của Jimmy, trong cái quá trình lãnh đạo Jimmy thấy rất là chính xác, đó là cái khả năng sử dụng người. Và không những sử dụng người, tuyển chọn người cho chính xác, mà quý vị phải biết là giao cái trọng trách cho người ta làm, để cho mình không có phải đi làm những cái công việc mà có thể những người khác vẫn có thể làm được cho mình. Và mình phải tập trung cái thời giờ của mình làm những cái công việc nó lớn hơn, chẳng hạn như là mình đi tìm khách hàng mới, hay là mình làm cho khách hàng mới người ta vui vẻ mà ở lại cái công ty mình. Chẳng hạn như Wendy cho một cái ví dụ rất là cụ thể, Wendy không bao giờ ngồi mà tính sổ sách cho khách hàng ấy. Cái đó tại mình có thể mướn những nhân viên cái lương, mức lương họ thấp hơn, họ có thể làm được cái điều đó. Và trong tiếng Anh nó gọi là delegation. Thì mình phải làm sao, mình phải một người lãnh đạo tốt là một người phải biết làm sao giao trọng trách cho những người kế tiếp, những người dưới quyền của mình. Thì với cái sự tóm tắt như vậy á, thì Jim nghĩ là mình sẽ Wendy chú cháu mình sẽ tóm tắt và mình sẽ tạm dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay với quý vị, vì cái chương trình mình cũng có thời gian có hạn. Và rất một lần nữa Jimmy Thái rất là cảm ơn Wendy, cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Stay Talk với Jimmy Thái. Và trong cái chương trình kế tiếp mà chúng tôi làm tuần tới, là vì Tết Việt Nam chúng ta sắp tới rồi, chúng ta sẽ làm một cái chương trình làm thế nào để mà giúp cho quý vị, nhất là quý vị có những con em nhỏ sinh ở từ Việt sinh tại Mỹ đây, không biết nhiều về phong tục tập quán Việt Nam, tại sao mình phải tổ chức làm lễ đón giao thừa, và khi mình thiết lập một cái bàn thờ đón giao thừa thì mình cần phải có 5 cái yếu tố gì mà chắc chắn mình không thể nào thiếu được trên cái bàn thờ cúng tổ tiên để đón chào một cái Tết Nguyên Đán mới. Ok, như vậy thì lần nữa cảm ơn Wendy, và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả của đài VNTV trong những buổi thâu hình kỳ tới.
Chào tạm biệt.